Khắc Thăng, Bí thư chi bộ xóm Hùng Vương nên có đôi lời phát biểu và tặng hoa cho các chị em. Xin kính mời ông. Vừa rồi các bà, các mẹ, các chị đã được nghe bà Dương Thị Thoa ôn lại quá khứ và lịch sử ra đời của ngày phụ nữ Việt Nam. Tiếp theo tôi xin thay mặt cho ban công tác mặt trận có Hùng Vương có đôi lời phát biểu với các bà, các mẹ, các chị. Kính thưa các bà, các mẹ, các chị, kính thưa các đồng chí đại diện chi ủy chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội hội xóm Hùng Vương, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, hôm nay ngày 20 tháng 10 kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Liên hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tới dự buổi lễ tôi thay mặt chi bộ, chính quyền và các đoàn thể trong xóm kính chúc các bà, các mẹ, các chị vui trong ngày hội. Xin gửi tới các bà, các mẹ, các chị lời thăm hỏi chân tình, lời chúc sức khỏe thành tâm nhất. Chúc các bà, các mẹ, các chị cùng gia đình luôn an khang, hạnh phúc và nhiều niềm vui. Thưa các bà, các mẹ, các chị, trải suốt chiều dài hơn 4.000 năm lịch sử dựng nước, giữ nước và kiến thiết đất nước, đất nước Việt Nam thân yêu đã trải qua biết bao thăng trầm, biết bao cuộc đấu tranh chống thiên tai, chống ngoại xâm, giành sự sống. Từ trong những thăng trầm của lịch sử xuất hiện biết bao những người con anh hùng bất khuất, dũng cảm hy sinh cho sự toàn vẹn và phồn vinh của dân tộc, để làm nên những chiến công hiển hách của dân tộc, có sự đóng góp vô cùng to lớn của các thế hệ phụ nữ Việt Nam. Thưa các bà, các mẹ, các chị, ngay từ những buổi đầu sơ khai của kỷ nguyên dựng nước đã nổi lên tấm gương sáng ngời và tinh thần yêu nước như bà Triệu, bà Trinh đã cưỡi cơn sóng và kéo các bình vào biển Đông để nhân dân phải lòng thao đứng mới.